Kính thưa toàn thể cộng đoàn, trong bầu khí của thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng ta được nghe đoạn lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về tâm tình và thái độ biết ơn cần thiết của mình. Trong bài tin mừng theo thánh Luca, chúng ta nghe kể lại sự kiện Chúa chữa cho người mười người phong cùi được lành sạch, mà chỉ có một người quay lại để tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu lấy làm tiếc bởi vì thiếu chính người kia. Nhưng chính qua đây chúng ta được mời gọi để suy nghĩ, thấy rằng cái tâm tình tạ ơn của chúng ta không đơn thuần là một hành vi nhân bản, nhưng mà nó phải là một tâm tình đức tin. Nó thúc đẩy chúng ta sống cái tinh thần đức tin ấy trong cuộc đời của mình. Cho nên khi Chúa Giêsu nói rằng thế còn chính người kia đâu, sao không thấy trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa, tin mừng nói rõ không tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải để cảm ơn tôi. Và Ngài nói với người Samaria, một người coi như là một người ngoại, nhưng mà đã bày tỏ cái tâm tình biết ơn của mình một cách đặc biệt. Người ta quay trở lại, người ta lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, rồi đến quỳ sụp lại dưới chân Chúa Giêsu. Có lẽ người với người ta không làm như vậy, nhưng mà người ta cùng với lời tạ ơn Thiên Chúa, anh ta quỳ rụp lại dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa thì đúng hơn, cùng với Chúa Giêsu. Và với hành vi đó có thể nói người ta nhận ra được Chúa Giêsu là người của Thiên Chúa, người mà với quyền năng chỉ một lời nói có thể làm cho anh được lành sạch. Và Chúa Giêsu đã nói với anh ta: lòng con hãy đứng dậy mà về đi, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lòng tin ở đây để cho anh ta thấy rằng cái ơn ban mà lớn lao nhất, cái ơn ban chính xác nhất mà Chúa ban cho anh qua Đức Giêsu, nó chưa hẳn chỉ là cái ơn được chữa khỏi bệnh cùi, nhưng phải nói rằng đó là cái hồng ân đức tin. Hồng ân đức tin mà có lẽ anh không ngờ tới. Bởi lẽ nếu không có là hồng ân đức tin mà anh đã được đón nhận thì chắc là không có mất công để lớn tiếng lạy Thầy xin cứu chúng tôi. Và rồi nếu không có hồng ân đức tin, không có được ơn ban đức tin đó thì cũng không có dạy gì, thấy mình còn bệnh cùi đây mà rồi nghe lời Đức Giêsu để đi trình diện với tư tế, để rồi nửa đường thấy mình được sạch rồi. Và nếu không có cái tâm tình đức tin, không đón nhận được cái ơn ban đức tin đó, thì có lẽ anh không có bày tỏ những tâm tình mà như anh đã khi quay lại với Chúa Giêsu anh đã diễn tả. Cho nên chính hồng ân đức tin đó mới là cái ơn ban lớn lao nhất, cao cả nhất, và là ơn ban nền tảng nhất để chúng ta có thể khám phá ra được hồng ân Chúa ban trong cuộc đời của mình, và để thấy rằng đời của chúng ta còn nhiều hồng ân Chúa ban nữa mà chỉ nhờ ơn đức tin chúng ta mới có thể khám phá ra được. Quả thực như trong bài sách huấn ca, bài đọc thứ nhất chúng ta nghe mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ này. Thiên Chúa đã làm cho chúng ta biết bao nhiêu những điều kỳ diệu từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ, và có thể nói trước nữa kìa. Và đã đối xử với chúng ta theo như lòng nhân hậu của Ngài,
Và Ngài đã quan phòng chăm sóc chúng ta trong suốt cả cuộc đời của mình để làm cho chúng ta được hạnh phúc. Nếu không có đức tin thì làm sao chúng ta có thể tin được như vậy, và làm sao có thể dâng lời nguyện cầu lên cùng Thiên Chúa? Hồng ân đức tin đó thúc đẩy chúng ta nhiều điều lắm. Mấy hôm vừa rồi tôi tình cờ tôi nghe đoạn mấy cái YouTube người ta nói về tại sao mà nước Mỹ nó phồn thịnh, nó mới lập quốc đây thôi mà bây giờ nó lớn lao, nó mạnh mẽ, nó phát triển nhiều tài năng như vậy. Và cái cả nước Do Thái nữa, dân tộc Do Thái nữa, nó nhỏ bé và bao nhiêu lần bị trù dập đủ thứ, tại sao nó thông minh, nó giỏi giang như thế? Và cái câu trả lời thật đơn giản, bởi vì những đất nước đó, những con người của dân tộc đó, họ có niềm tin vào Thiên Chúa. Rồi diễn tả niềm tin vào Thiên Chúa cách nào đó thì để còn tùy, nhưng mà chính trên nền tảng đức tin mà họ có được cái điều đó. Ê, cho nên cần lắm cái niềm tin. Và cái ơn ban lớn lao nhất là ơn ban đức tin mà chúng ta được mời gọi tạ ơn Chúa. Cần phải biết hồng ân đó, để rồi nhờ hồng ân đó mà chúng ta sẽ biết được nhiều điều. Trong thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai vừa rồi cũng thế. Thánh Phaolô nói đến cho chúng ta là hằng ngày hằng tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta, tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân mà có khi chúng ta không biết hết, có khi chúng ta sống bất xứng với hồng ân ấy. Hồng ân ấy là hồng ân mà nó lớn lao, như trong phụng vụ của lễ vọng phục sinh chúng ta nghe giáo hội nói nhắc cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta cách lạ lùng và Ngài cứu chuộc chúng ta còn lạ lùng hơn nữa. Và chính vì vậy Thánh Phaolô muốn nhắc cho chúng ta biết những hồng ân do Chúa dựng nên để cho chúng ta làm người nó lớn đó, nhưng mà có thể nói cái ơn ban để Ngài làm cho chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, ơn ban cứu chuộc chúng ta và đồng hành với chúng ta nhờ ân huệ chính Đức Giêsu Kitô đấng chịu đóng đinh và sống lại để cứu chuộc chúng ta, hồng ân đó còn lớn lao hơn nữa. Và càng cần phải có đức tin để mới có thể nhận ra được điều đó. Cho nên chúng ta nếu hôm nay tạ ơn Thiên Chúa, có lẽ mình không nên chỉ dừng lại ở những cái niềm vui nhiều khi nó gắn liền với thực tế của đời sống. Chẳng như gì anh à Sum nay mà mừng lễ đây cũng không tạ ơn, chỉ vì hôm nay được khấn 50 năm rồi, thấy giờ còn trẻ khỏe, còn làm giám đốc được, thấy không? Mà còn phải nhìn đến, nãy tôi nghe thoáng rồi đó là đó là kể lại cả cái hành trình ơn gọi của mình nữa. Cái hành trình trước khi chưa khám phá ra được cái ân huệ thì Chúa mời gọi mình để đi sống cuộc đời thánh hiến. Rồi có lẽ không phải chỉ có 50 năm mà Kim Khánh rồi, như người ta hay nói đó, Kim Khánh nó đi gần với Kim Tỉnh. Chắc lâu lắm, vì giám đốc còn lâu lắm, phải không ạ? Nhưng mà sẽ còn dài nữa. Và mỗi một giây phút, một thời gian, một đổi thay trong cuộc đời là một hồng ân của Chúa mà chúng ta cần khám phá ra để chúng ta tạ ơn. Rồi 47 chị em hôm nay sẽ mang hoa sẵn sàng để lát nữa để nhận hoa to và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp. Nãy tôi thấy trên màn hình đó, đấy là các gì bắt đầu thấy đưa hoa ra cầm nay cầm hoa nhiều lắm và đã chụp hình trước rồi, thấy phấn khởi vui vẻ. Hôm nay có lẽ không phải chỉ ta chỉ tạ ơn vì cái điều đó đâu, và các chị em năm 1, năm 2 không phải là chỉ tạ ơn vì hôm nay sắp nghỉ hè, mà còn tạ ơn vì những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta trong thời gian qua.
Và chắc chắn hồng ân này nối tiếp hồng ân khác, để cái hồng ân này làm nền cho những hồng ân khác nữa. Thì chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa, phải nhìn, cảm ơn những gì Chúa đã ban cho. Và có lẽ chúng ta trong niềm tin, trong cái nhìn đức tin của mình, chúng ta cần phải khám phá ra tại sao Chúa ban cho chúng ta những ân huệ này. Chúa muốn gì khi Chúa ban cho chúng ta những ân huệ này. Cho nên người ta nói phải biết ơn là như vậy. Phải biết hay là tri ân là phải biết được cái ơn Chúa ban cho mình, chứ không phải chỉ những cái gì đẹp lòng Chúa, những gì mà chúng ta thích mà Chúa ban cho là mình thấy đó là Chúa ban ơn. Còn những gì có khi không vừa ý mình mà Chúa để cho xảy ra trong cuộc đời của mình, có khi chúng ta không thích, chúng ta nghĩ rằng Chúa không thương mình, Chúa không ban ơn cho mình, mình xin gì Chúa cũng không cho. Như vậy không đúng, mà cần phải sống trong hồng ân đức tin để chúng ta nhìn cuộc đời của mình, nhìn trong cái kế hoạch quan phòng và đầy yêu thương của Thiên Chúa, để chúng ta nhận khám phá ra những hồng ân lớn nhỏ, những hồng ân khó hay dễ trong đời của mình, để chúng ta tạ ơn Thiên Chúa. Và cũng vì thế mà chúng ta cần nhận ra được những gì Chúa ban ơn cho chúng ta. Như dì Anna thì hôm nay thấy được 50 năm rồi, thì coi Chúa còn muốn con gì nữa trong năm 51, 52 và tới năm hoài hoài, tới khi chết. Rồi các dì hôm nay tốt nghiệp sẽ làm gì, mình được học này để làm chi. Rồi năm 1 thì chắc nghĩ đến còn phải học năm 2 nữa, và năm 2 nghĩ đến năm 3 nữa. Nhưng mà nó cũng sẽ dài dài. Ân sủng Chúa ban, ơn Chúa ban nhiều khi, có khi Chúa ban nó cũng kỳ diệu lắm, khi chúng ta không để ý cũng dễ bất nhẫn lắm. Cho nên có một cái bài viết về cái định luật tre, nó viết thế này, là cái cây tre đó trong vòng 4 năm đầu nó chỉ lên được có 3 phân thôi, nhưng mà bắt đầu từ năm thứ 5 đó thì mỗi một ngày nó lên được 30 phân. Cho nên chỉ trong vòng 6 tuần là nó có thể lên, vượt bậc lên thành 15 mét. Người ta nghĩ làm cái gì mà tới 4 năm mà lên được có 3 phân à. Thưa, trong thời gian đó là cái thời gian nó không có lên được trên cao này, mới lên có 3 phân thôi. Nhưng mà nó, cái bộ rễ của nó đi ở dưới đó hàng trăm mét vuông. Đi với bộ rễ xuống dưới trước rồi lên trên sau. Rồi sau khi bộ rễ nó đã được ăn rễ sâu, ăn rễ rộng ra như vậy rồi, thì nó đủ điều kiện để sau đó phát triển lên đâu có mấy hồi. Cho nên có lẽ bây giờ dù khi chúng ta thấy cuộc đời thánh hiến của mình hay việc học của chúng ta có khi chưa thấy đâu là đâu. Hay chúng ta học, khi mình càng học có khi càng thấy mình cần phải học nhiều hơn nữa. Càng học thì càng thấy mình ít, mình nhát hơn, mình ít dám nói. Còn người ít học thì nói bạo lắm. Biết các sơ có thấy vậy không? Biết. Đời nó hay nó như vậy đó. Cho nên chúng ta tin rằng đời sống của chúng ta, ân huệ Chúa ban cho chúng ta, trong thời gian có những cái nó nổi bật lẹ lắm, mà có những cái nhiều khi nó chậm. Chúng ta cần cái cặp mắt đức tin, cần hồng ân đức tin để hiểu được điều đó, để thấy được điều đó, để chấp nhận được điều đó, và để biết tạ ơn Chúa và sống trong tâm tình tạ ơn đích thực. Đó là biết để cho thánh ý của Chúa nhào nặn uốn nắn chúng ta và dẫn chúng ta đi trên những nẻo đường mà rất nhiều lần chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Ước mong sao mỗi người chúng ta hôm nay nhìn lại rằng chúng ta tạ ơn Chúa, và phải tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin mà Chúa ban cho chúng ta, để rồi mỗi người một hoàn cảnh chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, và tạ ơn Thiên Chúa một cách đầy đủ và đúng đắn hơn, để nhờ thế thì chúng ta mới hy vọng có thể làm cho mình nó chiếu tỏa được vinh quang và tình thương của Chúa trong đời mình, cũng như qua mình, qua những cố gắng dấn thân để sống đời thánh hiến và phục vụ trong khả năng mà Chúa ban, chúng ta có thể góp phần làm cho vinh danh Chúa hơn. Amen.